vào một cái thư mục open cái folder không? Tạo thư mục không? Lớp mình là WD JavaScript WD 15202. Ok. Cô open thư mục này ra. Đây. Khi cô chọn thư mục thì ở đây là cô đã mở nguyên cả thư mục rồi. Thì cái cô tạo trong này thì ở trong cái này, trong thư mục ở trên folder cũng tương tự như vậy. Đấy. Lớp mình đây. Cô tạo một số cái thư mục để ta dùng. Ý da. Đâu rồi? Thư mục thứ nhất là ta để chứa hình ảnh. Thư mục thứ hai là chứa cái CSS. Thư mục thứ ba là chứa các cái file JavaScript. JS. Demo thì cô để ở ngoài. Vì cô tạo cái demo đầu tiên, cái file đầu tiên, click new file. Cô tạo là first demo .html. Cô sẽ hướng dẫn các bạn ba cách, thôi tạm thời hai cách đi, để các bạn chèn cái code JavaScript vào trong HTML, đúng không ạ? Để chèn code JavaScript vào HTML, thế nên nó có ba cách là, các bạn có nhớ CSS không ạ? Stylesheet á, CSS nó có mấy cách ạ? À, cũng có ba cách. Cách thứ nhất là gì ạ? Inline style. Cách thứ hai là internal, tức là nhúng á. Cách thứ ba là external, là cái dùng cái link á. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Ý, tôi nhớ là mới học xong web mà đâu ra học lâu đâu, sao quên hết rồi. Thầy dạy web của bạn là ai? Tôi tưởng quên thầy luôn rồi chứ. Quên thật á hả? Không hỏi thật. CSS á. Có nhớ không? Ơi sao hỏi không trả lời? Hỏi trả lời đi, tương tác mi cho đỡ buồn. Hả? Thầy cái gì? Học là do các bạn, học là do thầy. Chết rồi, tôi phải mét không ngủ. Tôi mét nè. Rồi nha. Rồi. Bây giờ nè, tôi sẽ demo một chút cho các bạn quay ngược lại thời gian về cái style sheet, đúng không? Nhưng mà tôi không demo style sheet mà tôi sẽ demo. Demo gì ạ? Cái JavaScript. Style sheet có một loại đầu tiên đó là inline trong dòng. Nghĩa là nó để cái style sheet vào trong cái thuộc tính style của thẻ, đúng không? Để mô tí cho vui này. Ví dụ như H1 Hello World. À, trong cái thẻ này có thuộc tính style color, đúng không? Red. Thì cái này được gọi là inline style. Mà không ai viết này nó xấu lắm. Thầy nó cũng đẹp mà sao dơ gì không? Nó cũng sạch sẽ mà dơ gì. Trời ơi, thầy Hồ chỉ cho chắc nói dơ này. Tôi mét luôn Hồ. Tôi hay mét lắm á nha. Thấy không, nó đổi. Ok. Rồi bây giờ nhìn nha. Thì cái inline style,
À, là trong dòng. Thì bây giờ tôi có cách viết JavaScript, cũng viết trong cái này luôn, nhưng nó không có thuộc tính style đâu, là không có thuộc tính script đâu, mà nó có, tức là tôi sẽ gắn script tinh, nó là một cái hành động, hiểu không ạ? Mà một cái hành động nào đó, hoặc là một cái công việc nó diễn ra, nó xảy ra, một cái hành động nào đó thì nó phải gắn với cái gì? Trong cái lập trình nó có một cái khái niệm rất là hay, đó là event. Event là gì ạ? Sự kiện. Thì khi các bạn lập trình, kể cả bất kỳ ngôn ngữ nào, từ web đến Android, tất cả mọi cái các bạn đều phải gắn với sự kiện. Tại sao? Tại vì giao diện người dùng nó sẽ tương tương tác với cái người dùng bằng cách nào? Thì người dùng tương tác bằng cách là người ta sẽ phải làm gì đó ở trên cái giao diện, đúng không? Như click chuột này, gõ phím này, di chuột này, đúng không? Thì khi mà người dùng click chuột thì cái việc mà click đó người ta gọi là sự kiện, gọi là event. Và cái việc mà lập trình các bạn nó sẽ luôn gắn với xử lý các sự kiện đó, ta gọi là event handle. Đây, tôi click chuột, khi click thì nó làm gì, đúng không? Khi tôi gõ phím thì tôi gõ phím thì nó xảy ra một cái gì đó. Khi tôi di chuột lên thì nó sẽ xảy ra hiện tượng gì đó, hiểu hiểu ý không? Thì cái hiện tượng xảy ra sau khi mà tôi click chuột thì cái đấy được gọi là event handle, tức là cái xử lý cái sự kiện đó, hiểu không ạ? Điều khiển cái sự kiện đó, được chưa? Thì bây giờ nhá, giả sử tôi gắn với sự kiện click chuột lên cái H1 này, được không? Được. Tại vì cái H1 là cái chuỗi mà, thì tôi click chuột lên chuỗi. À, cái sự kiện click ở trong HTML nó là on click. Trong Android nó là set on click listener, đúng không? Là nghe, đúng không? Bằng đây này, cái này mình vui này. Cái mà nằm ở trong cái hai dấu nháy này chính là cái đoạn code JavaScript của bạn viết. Và nó sẽ xử lý một cái việc gì đó. Ví dụ bật ra một cái thông báo, đúng không ạ? À, ta alert. Hai. À. Đó. Được chưa? Ok. Bây giờ chạy nha. Click chuột này. Ra chưa? Mà các bạn không chỉ viết được một cái, có thể viết nhiều cái. Chấm phẩy cái viết tiếp được luôn. Hiểu không ạ? Đây. Có thể prompt, có thể cái gì đó. Ví dụ như tôi để một cái, ví dụ như là confirm, để cho vui thôi nha, cái này không có ý nghĩa gì hết. Tôi để cho vui thôi. Confirm. Are you sure? Anh yêu em không gì đó. Đó, yes or no. Đó, ví dụ vậy. Làm cho vui thôi, không có ý nghĩa ha. Đấy, click chuột cái, nó bật ra chữ hai. Nó bật ra are you sure. Ok. Ví dụ vậy. Thế tất nhiên ok thì ta sẽ xử lý gì đó, ta làm xong, để cho vui thôi, làm xong. Ok, được chưa? Đấy. Thì đó là cái JavaScript. Nó được viết ở trong cái sự kiện, nó viết trực tiếp luôn. Viết trực tiếp luôn. Thì không ai đặt tên từ tôi đặt thôi, nó trong dòng không ai đặt rồi. Từ tôi đặt ạ. À? Các bạn search trên mạng cũng có kiểu này thôi nhé. CSS thì đúng, nhưng cái này là từ, tại vì tôi đặt những cái này này, cái đoạn code này này, nó gọi là event handle, nó là xử lý cái sự kiện, tại vì on click nó là sự kiện mà, event, hiểu hiểu không? Hiểu không? Rồi, đó là cách viết thứ nhất. Cách viết thứ hai, với CSS thì ta viết nhúng ở trong thẻ gì á? À? Style, CSS mà. À, ví dụ H1 như background blue blue
red ra cái gì chứ? Green. Green yellow. Đấy, màu mè hoa là hè, được chưa? Thì ở đây JavaScript nó cũng viết ở trong thẻ gì ạ? Script. À, nhưng hai ông này sẽ có một điểm khác nhau. Ông CSS á, style phải viết đầu. Khi nó viết đầu nó mới apply xuống cái toàn bộ document. Riêng cái ông JavaScript viết ở đâu cũng được. Nhưng viết tốt nhất là viết ở cuối. Tôi sẽ giải thích tại sao viết ở cuối vào demo sau. Tức là kiểu nó có sách mách có chứng á. Tức là tại sao phải viết cuối? Tại vì khi viết đầu nó sẽ gây lỗi. Hiểu không ạ? Nhưng mà tôi sẽ demo sau. Bây giờ hôm nay mà demo nó sẽ bị loãng. Các bạn không thu thập hết. Nhưng nó viết ở đâu cũng được các bạn. Viết ở đầu, ở cuối, ở giữa, bất kể chỗ nào. Nhưng tốt nhất là viết ở cuối. Có lý do ha. Bữa sau mà tôi lỡ quên demo thì nhắc tôi. Bởi vì nhiều demo quá nó quên. Đấy, tốt nhất là viết ở cuối. Tôi sẽ làm một demo như sau. Cái này là quay lại Java tí nè. Nhập hai số rồi tính. Tính tổng. Được không? Nhập hai số tính tổng. Tôi nhập hai số. Và bây giờ bài toán của ta là cái này được gọi là comment. Cái comment ở trong cái JavaScript và trong Java giống nhau. Xẹt xẹt là một dòng. Xẹt sao sao xẹt là nhiều dòng. Nhớ không? Ừ. Ông nào ông khôn như giờ hỏi nhớ liền. Tương tác tốt. Thầy mấy ông này ông mơ hồ quá. Xẹt sao sao xẹt là viết trên nhiều dòng ha. Được chưa? Java có thêm một cái loại comment nữa. Đố ai biết là comment gì không? Java có thêm một loại comment nữa biết là gì không? Không hả? Không biết thì tự tìm hiểu nhé. Comment XML JavaDoc. Nó làm thành giống như JavaDoc luôn ha. Đây, nhập hai số và tính tổng. Ok, xuất tổng ra màn hình, hiển thị lên màn hình. Hoặc ra thông báo. Khai bỏ biến ở trong JavaScript nó sẽ khác khai bỏ biến ở trong Java. Nó chỉ có từ khóa và, đúng rồi. Nhập hai số AB. Cái này là khai báo biến. Nó không có kiểu cụ thể. Nó có kiểu dữ liệu đàng hoàng nha. Nhưng khi khai báo thì không khai báo kiểu cụ thể. Nhưng nếu các bạn khai báo va mà A bằng hello world thì nó hiểu A là chuỗi. Nó khai báo A bằng 5 nó hiểu A là số. Nó khai biểu A bằng chu thì nó hiểu là kiểu boolean. Hiểu không ạ? Cũng này không dễ dãi. Đúng không ạ? Ok. Rồi, tôi nhập nhá, nhập hai số nè. Tôi nhập thì có nhiều cách để nhận đầu vào. Một cách là tôi nhận bằng cái một cái khung prompt. Một cách khác là tôi nhận cái form. Trong HTML có form, nhớ không? Input á, để nhập username, password á, thì cái đấy tôi gọi là các điều khiển ở trong form. Đúng không ạ? Mấy cái đấy tôi gọi là control đấy các bạn, không phải tôi gọi đâu mà là sắc gọi á. Cái này tôi nhắc một kỷ niệm như này. Lâu lâu nhắc cái lưu ý nhá. Thực ra là tôi trước khi, nói chung là tôi có một thời gian là tôi vừa đi dạy, tôi vừa đi làm. Tức là trước là tôi ra trường, tôi đi làm. Sau đấy có thời gian là tôi vừa đi làm, tôi vừa đi dạy. Thì đợt tôi đi làm công ty đấy, thì tôi tuyển dùng hai bạn học Aptech. Hai bạn đấy rất là khá các bạn. Học rất tốt. Mà bây giờ cái sự nghiệp sáng lạng lắm. Và hiện tại thì bạn đã có một bạn nữ, thì hai bạn đấy sau cũng lấy nhau à. Và một bạn nữ sau đấy quay trở lại dạy Apple với tôi à. Sau bạn học thêm đại học, bạn quay lại Apple với tôi. Bây giờ bạn nghỉ, tại vì nhiều việc quá bạn không đi dạy nữa. Thì là lần đầu tiên bạn ấy tuyển dụng thì là như này. Bạn học C# và .NET.
.NET và Java luôn, thì bạn chuyên về .NET tức là làm C# rất là tốt. Java thì bạn không chuyên. Thì tuyển dụng C#. Nói chung là đi tuyển dụng thì hôm đấy tôi ngồi tôi cũng hơi mắc cỡ. Tại vì trò mình mà mình đâu hỏi đâu, bạn kia bạn hỏi. Này em nói giúp là trong cái C# thì nó gồm những cái control gì? Thế là hai bạn kia đứng hình luôn. Hai bạn kia ngồi không biết nói, không trả lời được, không trả lời được một chữ nào. Mà hỏi câu hỏi thứ nhất xong cái không trả lời được thì người ta mấy ai hỏi tiếp nữa đâu. Sau để giải thích thì thực ra là thế này. Trong C# trong cũng giống như trong cái web của mình thôi. Thì cái form đó các bạn, thì những cái input đó các bạn, radio button nè, đúng không? Input nè, password nè, checkbox nè, button nè, submit nè, mấy cái đấy đều được gọi chung một cái từ khóa đó là control, các điều khiển. Còn trong Android thì gọi là các view. Android gọi khác nha, Android gọi mấy cái đấy là view. Còn ở trong mà lập trình form với lập trình mà web gọi giống nhau, gọi là control các bạn, gọi control. Mà người ta không phải đánh đố các bạn đâu, mà người ta dùng thuật ngữ nó quen rồi, hiểu không ạ? Người ta hỏi tôi bây giờ có control gì thì mình chỉ, người ta hỏi câu hỏi, người ta nghĩ là câu hỏi dễ. Nhưng khi các bạn không quen với thuật ngữ thì các bạn không biết nó là cái gì. Nhưng mà khi nhắc đến cái từ là input hay cái gì đó, hay là text input đó, mấy ông, mấy ba kia mình ngớ người ra. Cái này em có biết, nhưng hỏi từ control thì không biết. Thật sự là đáng tiếc, đúng không? Rất giỏi nha, học ok, học khá. Hỏi một cái thuật ngữ không biết. Rồi còn một tình huống nữa của một ông, một bạn đi phỏng vấn. Tôi không phỏng vấn, nhưng bạn đi phỏng vấn về bạn kể học mobile. Nói cô ơi cô, đi phỏng vấn hỏi cái OOP em không biết là cái gì ấy. Có biết OOP không? Là lập trình hướng đối tượng á, Object Oriented Programming. Nói lập trình hướng đối tượng thì em biết, mà hỏi OOP em không biết. Thế là thôi, đi về. Đáng tiếc không ạ? Đáng tiếc. Có học đàng hoàng đúng không? Đáng tiếc. Đấy, đấy là một số cái kỷ niệm các bạn. Cho nên lâu lâu tôi hay nhắc đến một số cái thuật ngữ tiếng Anh. Thực ra mấy cái người phỏng vấn đó các bạn, người ta không đánh đố mình, mà người ta quen dùng thuật ngữ. Người ta không hỏi em ơi lập trình hướng đối tượng là gì, em phải nói cho tôi mấy cái tính chất của OOP, nó ngắn gọn hơn đúng không? Mấy ông kia đứng hình luôn. Hiểu đúng không ạ? Đấy, thì đó là một số kinh nghiệm mà các bạn đi phỏng vấn. Cho nên trong quá trình các bạn học thì đừng có học tiếng Việt nhiều quá, mà hãy học các thuật ngữ. Tôi không nói các bạn phải giỏi, quá giỏi tiếng Anh. Tức là tiếng Anh là một cái lợi thế, thì đồng ý, ai cũng biết cái điều đó. Chỉ có điều là biết nhưng mà học không được thôi, đúng không? Ừ. Chứ còn mà thuật ngữ thì phải biết nha. Cái này là tôi nghiêm cấm các bạn là không đừng có bỏ qua cái thuật ngữ. Một số thuật ngữ là phải biết. Bây giờ nói đến hàm dừng thì có lẽ ai cũng biết, nhưng nói đến constructor, nói constructor thì phải biết là hàm dừng chứ còn gì nữa. Hiểu ý không? Chứ nói không, hỏi hàm dừng thì em biết một constructor em chịu thì thôi tôi cũng cắn lưỡi, đúng không? Hiểu ý không? Nó là thuật ngữ các bạn, hay là keyword, từ khóa. Em phải nói tôi một số cái keyword. Thì người ta hỏi keyword, chắc chả keyword là gì. Bắt đầu ngồi tra từ điển chắc chết. Mà từ điển Google thì biết rồi, đó key này, từ khóa, mà khóa từ nữa thì tôi mệt luôn, đúng không? Hiểu ý không ạ? Đấy, thì cái này là một số cái các bạn lưu ý. Okay. Dài dòng quá nhỉ. Rồi tiếp tục. Cái này quay clip hơi dài, ông này ông rảnh ông cắt cho tôi cái. Rồi tiếp nha. Tôi demo trước, nhập bằng prompt. Tí nữa tôi sẽ demo bằng form sau ha. Đây, A gán bằng prompt. Prompt là một cái hàm dừng sẵn, cái hàm của JavaScript cho phép các bạn nhập một giá trị từ ngoài vào. Đây, các bạn nhìn nè, cách đọc nha. Khi tôi gõ thì các bạn sẽ thấy là có hai đối số. Thấy không? Hai đối số này không đều có dấu hỏi. Dấu hỏi. Không nghĩa là có cũng được, không có cũng được.
là nhập A. Nhập A, 2 chấm, phẩy. Ngầm đỉnh lá, 0. Được chưa? B gán bằng prompt. Anh này tôi không để đối số cũng được, nghĩa là tôi để như này cũng chịu luôn, hoặc là tôi để một đối số cũng được luôn. Nhập B, tôi còn lại tôi không để gì cả đằng sau thì nó không có giá trị ngâm đình thôi. Hiểu ý không ạ? Rồi sau đó tôi có tổng và tổng gán bằng A cộng B. Xuất ra tổng thì tôi có hai cách, một là tôi dùng cái alert để tôi xuất ra thông báo, hai là tôi dùng cái document.write. Tổng gán bằng cộng, cái này thì ai cũng biết nếu học Java rồi đúng không, cộng chuỗi thôi, chuỗi cộng với một biến đúng không ạ, nó tạo ra một cái chuỗi, giá trị của biến này nó sẽ được gắn phía sau đúng không ạ. Chạy nhá, F5. Cái đầu tiên tôi để là giá trị 0 đúng không ạ, ngầm đỉnh. Cái này giờ tôi để 10 cộng với mấy ạ, cái này không để ngầm đỉnh là không có, cộng với 5 nó ra mấy ạ, 105. Sai chưa ạ? Sai. Lý do vì sao sai ạ? À, cái này nó chỉ đúng với phép cộng thôi nha, phép trừ, phép nhân, phép chia không không có. Nghĩa là nếu như là chuỗi cộng chuỗi, hai chuỗi cộng với nhau, kể cả số như số này là chuỗi thì nó là cộng chuỗi, nó nối chuỗi. Số 10 cộng với số 5 nó nối chuỗi thành 105. 10 với số 5. Hiểu ạ? Với cái chuỗi 5. Vậy cái này để cái này chỉ bì với dấu cộng, phép cộng thôi thì các bạn phải ép. Ép kiểu. Ép kiểu ta sẽ có mấy cách ép kiểu như sau. Một là ta dùng cái hàm number. Ép về kiểu số. Hoặc là ta sẽ dùng cái hàm là pass in hoặc là pass float. Pass in hoặc pass float. Nhưng mà tôi khuyến nghị là các bạn nên dùng cái number, bởi vì cái số nhập các bạn không biết là in hay là float đúng không? Thì ép number là hay nhất. Tôi cố tình tôi gõ ra để tôi demo cho các bạn thôi. Hiểu ạ? Chứ dùng number là nó dễ chịu nhất, tại vì tôi đâu biết nó float hay là nó in đâu, đúng không? Bây giờ chạy lại nha. Cái này 10, cái này là 5, thì bây giờ nó bằng 15. Đồng ý chưa? Ok. Cái này nó chỉ bì với cái phép cộng thôi, nó cộng chuỗi, hiểu không ạ? Còn các cái phép khác không bì đâu. Được chưa? Ok. Rồi. Đấy. Rồi cách viết thứ 3 ở trong CSS. Trong CSS tôi tạo cho nó một cái file CSS riêng. Style.css. Viết như nào các bạn? Trong này có thẻ style không? Không có. Lừa đấy, không có. Ở đây giả sử tôi để cái class.title. Đúng rồi, class chấm chứng tỏ rất là nhớ. Đúng không? Để ví dụ như để border, size đi, phong size. Để là 20 pixel chẳng hạn. Đúng không? Tôi áp dụng sang bên. Bên này. Tôi để là gì ạ? À? Cơ class title. Đúng không? Có bừa hơn không? Hình như cũng vậy.
ghép link. Hay quá. Link H CSS set style relation style style sheet. Ok chưa? Rồi chạy thử. Được chưa? Vừa hơn. Rồi. Tiếp nào. Còn JavaScript viết riêng thì sao? Cũng tương tự. Ta tạo một cái file đuôi là js. Đúng không ạ? Demo.js. Có thể script không ạ? Không có. Ừ. Nó tương tự đúng không ạ? Không có. À, viết code. Một là viết code trực tiếp. Hai là các bạn có thể viết hàm. Bây giờ cái code, bây giờ tôi viết là, tôi viết một cái dòng thôi nhá. Alert ha, hello world. Demo là chủ yếu thôi. Rồi, lưu lại. Ở bên này, lưu ý nào. Gọi trước thì nó chạy trước, gọi sau nó chạy sau. Nếu cái đoạn script của tôi gọi trước cái dòng này nó chạy trước, tôi gọi sau nó chạy sau. Bây giờ tôi chạy gọi trước nha. Để đâu cũng được, miễn là trước nó thôi. Script. Thẻ link thì không có thể đóng, thẻ script có thể đóng ha. src js demo. Nó có thể đóng. Chạy. Cái alert hello world nó chạy trước. Xong đến mấy cái khác nó chạy sau. Được chưa? Bây giờ tôi để sau. Nó chạy sau, thấy không ạ? Thì nó về nguyên tắc code là cái code nào đặt trước nó chạy trước, code nào đặt sau nó chạy sau. Xong mình đến hello. Hello. Ok. Đồng ý chưa? Rồi. Vậy cái ý nghĩa ý nghĩa của mấy cái này là như nào? Về mặt ý nghĩa nó giống như CSS thôi. Khi các bạn để riêng nó ra một cái file, thứ nhất là nó được mô đun hóa, nó tách ra giống CSS đúng không? Cái thứ hai là có tính tái sử dụng đúng không ạ? CSS các bạn đặt riêng file thì các bạn gọi trong nhiều cái file HTML được. Thì cái này cũng vậy thôi. Các bạn viết hàm, viết function xong các bạn có thể gọi trong nhiều cái trang HTML được. Hiểu không ạ? Đấy. Tức là các bạn tách ra một file, các bạn có thể gọi nhiều trong nhiều file HTML. Và code thì gọn hơn đúng không? Đấy, giống như không khi nãy bảo như code dơ. Đúng không? Ừ. Code không phải tắm đâu mà dơ. Đúng không? Thế cái này cũng vậy. Khi các bạn viết ở trong này nó nhiều quá, nó rác. Kinh lắm. Đúng không? Ừ. Cái code viết tách ra nó sạch sẽ. Đúng không? Sạch sẽ. Chính xác. Được chưa? Ok. Rồi. Bây giờ các bạn thử làm cho tôi nè. Nhập vào một số. Nhập vào hai số. Tính mắc của số đó. Xuất ra màn hình thì mắc simum của số đó. Này tôi bắt. Nếu mà cái này cô để là A, B, nó sẽ báo lỗi là not a number, none. Tức là khi ép kiểu mà nó báo lỗi ngay. Đúng rồi, nó lỗi not a number. Thì bây giờ để tránh cái lỗi này thì các bạn phải bắt lỗi if. Đây. Cái này nếu à có cái hàm. Điện thoại ai kêu các bạn? Điện thoại ai mà kêu bừ dữ vậy? Có cái hàm là hàm not a number.
hàm này nó sẽ trả về true nếu là không phải số, còn trả về false nếu là số. Hiểu không ạ? Cái này của A, nếu là nó trả về false, nghĩa là tôi phủ định đó, thì tôi mới, và phủ định của is none của B thì tôi mới tính tổng. Còn ngược lại thì tôi yêu cầu nhập số. Nếu cái này là số và cái này cũng là số luôn thì nó mới tính tổng. Đúng không ạ? Đây. Còn không tổng các bạn cứ gán bằng không trước. Cái hàm is none này nè, là hàm sẽ trả về true nếu không phải là số. Còn nếu là số thì nó sẽ trả về false. Vậy tôi muốn nó là số thì tôi chỉ cần đưa nó vào hàm mà tôi phủ định nó thì nó là số thôi. Nếu thỏa mãn thì nó là số. Hiểu không? Nếu thỏa mãn biểu thức này thì nó là số. Thỏa mãn biểu thức này thì nó là số. Hiểu không? Hoặc có cách này nè, viết nó sẽ dễ chịu hơn nè. Đây là một cách viết nha. Có cách viết khác là dễ chịu hơn nè. Nếu nó không phải là số hoặc B không phải là số, nếu A không phải là số đúng không, is not a number, A nó trả về true thì đương nhiên không phải là số đúng không, hoặc B không phải là số thì tôi đổi chỗ thôi. Hai cách viết này giống nhau các bạn. Hiểu ý không? Thì tôi yêu cầu nhập số, còn ngược lại tôi tính tổng. Hiểu ý chưa? Cái này thì nó sẽ xuôi hơn ở chỗ là gì ạ? Is not a number, nó sẽ trả về true nếu là A không phải số. Vậy nếu A không phải số hoặc B không phải số, chỉ cần một trong hai cái không phải số thì tôi đâu vòng được. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ bảo lỗi là hãy nhập số. Còn ngược lại thì tôi sẽ tính tổng. Ok. Các bạn chạy thấy sẽ đỡ bị lỗi hơn à. A B hãy nhập số. Tổng nó là không. Nó sẽ không còn cái bảo lỗi giống cái này nữa. Hiểu không ạ? Cái này nó là tình huống là bắt lỗi. Mình xác định tính hợp lệ của cái giá trị mình nhập vào. Ta gọi là bắt lỗi validation. Mình phải hợp lý hóa nó. Ok. Nếu không các bạn ép kiểu nó sẽ bị lỗi ngay. Chưa? Rồi, thử làm có một bài nữa được không nhá? Tôi tạo một cái file mới. Tính toán ha. HTML. Ok. Form. Cứ có mấy cái điều khiển này là các bạn phải có thẻ form. Đúng không ạ? Đặt tên name form 1, ID form 1. Tương tác với từng phần
trong này tôi tạo cái này. Cái này cũng phải đặt tên luôn. Kết quả. À, hai cái này nè. Thực ra các bạn đặt khác nhau cũng được. Nhưng mà tôi đặt giống nhau khỏi rối. Đặt giống nhau không sao, đặt khác nhau cũng được luôn. Cái này nè, name và ID này. Giống như mã số sinh viên các bạn khác mà tên các bạn khác rồi đó. Hiểu không ạ? Không sao, không ảnh hưởng gì hết. Cái input thứ nhất của các bạn là nhập vào khỏi thai đi ha, name là số 1. Cái này là phép toán. Cái này là toán hạ. Toán hạ với là toán tử. Đúng không? Cộng trừ nhân chia được gọi là toán tử. Đúng không? Cái này là số 2. Và cái này là các bạn để là thai bằng gì ạ? Bằng bất tỉnh. Các bạn mới cái này có value mới tính. Xấu xấu. Hơi xấu ha. Nhỏ xíu đỡ buồn. Cái này các bạn nhập số 3. Cái này nhập số cộng. Cái này ra 5. Tính cái nó ra đây. Được không? Thì bây giờ như này. Muốn tác động lên những cái đối tượng ở trên này, ta phải gọi được nó ra. Có hai cách gọi, một cách gọi bằng name, một cách gọi bằng ID. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn gọi bằng tên trước. ID buổi sau tôi nói nhé. Đây cái số thứ nhất tôi gọi bằng tên. Tôi viết như này. Khoan, có một cái như này nè. Trước khi tôi xử lý, tôi sẽ nói một chút như này nhá. Cô sẽ xử lý này nè. Tôi nhấn phép tính thì nó mới ra kết quả đây. Đúng không? Tôi gõ xong tôi nhấn tính mới có kết quả đây. Thì có nghĩa là các bạn thấy là cô đang can thiệp vào cái sự kiện gì ạ? Tác động vào sự kiện gì ạ? On click. Khi nãy ta làm cái demo on click đúng không?
khi mà tôi muốn gọi đến sự kiện on click thì trong cái on click tôi muốn xử lý cái gì đó, có phải tôi phải viết code vào đây đúng không? Nhưng mà khi tôi xử lý nhiều cái thao tác một lần ấy thì viết nhiều code quá nó rất là rối. Viết được nhá, viết được nhưng mà viết rất là rối. Thì tôi sẽ có một cách như này. Tôi sẽ viết riêng ra một chỗ. Tôi viết thành cái hàm. Sau đó tôi gọi cái tên hàm ấy thôi. Hiểu ạ? Người ta gọi nó là function. Hàm. À, thì bây giờ tôi sẽ viết một cái hàm ở đây. Function tính. Code tôi nhét hết vào đây. Xong ở cái sự kiện on click ở chỗ tính này nè. On click thì tôi gọi đến cái hàm thôi là xong. Đúng không ạ? Ok không? Thì cái này được gọi là function, hàm ở trong JavaScript. Trong Java thì nó là method. Ví dụ public void cái gì đó hay là public int cái gì đó đúng không? Thì cái này chỉ khác một chút xíu à. Mọi cái nó giống nha, nó chỉ khác cái là bên kia các bạn đặt là ví dụ public void, ví dụ tính cái gì đó. Thì tất cả những cái này ở bên này không có, tôi thay hoàn toàn bằng chữ function. Nó cũng có đối số như bình thường, nó cũng có y như các bạn viết ở trong Java như nào thì bên này viết như vậy. Được chưa? Cái này không có đối số, nên chỗ đối số tôi để trống. Cái này tôi viết đây. Rồi, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tôi muốn lấy được cái giá trị thứ nhất. Đúng không ạ? Thì tôi phải tác động lên nó, tôi sẽ gọi. À, tôi sẽ lấy như sau. Và số 1 sẽ gán bằng document. À, không phải document, xin lỗi. Lấy cái tên của form trước, F1 chấm tên của cái số 1 chấm số 1 chấm và liều. Ok chưa? Đấy, tôi truy xuất thông qua tên. Đúng ạ, truy xuất thông qua tên, name. Tương tự với số, số thứ hai. Và tương tự với cái toán tử. Đúng ạ. Và tương tự với toán tử. Đấy. Tương tự với cả toán tử luôn. Số 1, cái này là số 2. Số 2. Để các bạn biết là các bạn đã lấy được chưa, có một cách để test là các bạn xuất nó ra. Alert số 1 xem có đúng không? Đúng ạ. Chạy nha. Cái về 5. Ra 5 chưa? Ok. Vậy là mình gọi đúng. Đúng không? Rồi. Tương tự với toán tử. Rồi, sau đó tôi mới kiểm tra toán tử đúng không? Nếu toán tử gì đấy ạ? Là bằng dấu, dấu cộng. Đúng không? If toán tử chấm bằng dấu cộng thì tôi gì ạ? Tổng sẽ gán bằng. Hoặc là như này, có cách khỏi cần if luôn. Mà thôi, tôi nói sau. Bây giờ mình cứ if cho giống Java. Có cách là không cần if luôn. Tí nữa nói sau, nhưng mà bây giờ mình làm cách này trước đây. Cách hay lắm. Nó có một cái hàm nó làm nhanh lắm. Đúng không ạ? Đây tổng gán bằng number của số 1 cộng number số N viết hoa nha. Số 2. JavaScript là ngôn ngữ phân biệt chữ hoa chữ thường. Rồi ta gán ngược lại lên cái kết quả. Thì tôi sẽ có là F1 chấm kết quả
chấm value gán bằng tổng. Cái này là tôi lấy ra, lấy giá trị tôi gán cho một số. Ở đây tôi gán một số vào cái giá trị. Được chưa? Chạy thử nhá. 3 cộng 5 bằng 8. Được chưa? Tương tự các bạn ngược lại, các bạn so sánh với cộng trừ nhân chia đúng không? Ok. Cái này là làm được đúng không ạ? Về làm tiếp. Có một cách khác chỉ ra này, các bạn về không làm nữa. Làm cách mới. Rồi sao chỉ? Có một cách khác nữa. Về làm tiếp cái này nhá. Rồi về làm cho tôi cái bài máy tính á. Có cách khác. Làm hay lắm. Nhưng mà thôi, bữa sau tôi chỉ. Bữa sau chỉ. Không lỗi. Về nhà các bạn lại làm theo cách mới, nó nhanh hơn, gọn hơn nữa, mất công. Rồi chỉ. Rồi. Vậy thì về nhà các bạn tiếp cho cộng trừ nhân chia rồi phần trăm rồi cái gì đó các bạn có thể chế ra. Đúng không? Về nhà làm tiếp bài kia. Rồi. Bây giờ tôi sẽ